À, giới thiệu các bạn đây là cái hộp số giảm tốc, tỷ lệ là 1:12. Đấy. À, các bạn là xem có dùng được việc gì thì mua nhé. Mình cũng chẳng biết nó là ở cái gì nữa. À, cái này thì nó bỏ ở xe máy đây, nhưng mà mình cũng không biết là nó lắp ở chỗ nào của cái xe máy. Chỉ biết nó là hộp số giảm tốc thôi. Nó chỉ có một chiều nên không có đảo chiều. Tỷ lệ 1:12. Này nó có cái cần gì nữa này, mình cũng kéo thử rồi nhưng mà nó cũng không có tác dụng gì về sang số cả. Đấy, đấy. Thì không biết tỷ số truyền nó có khác nhau là bao nhiêu không, nhưng mà nó gần như không có thay đổi gì về tỷ số truyền cả. Các bạn có một dùng vào mục đích gì thì có thể mua nó. Đấy. Cái này là 1:12 nhé. Giảm tỷ lệ đi 1:12. Các bạn có mua về chế xe cũng được. Nếu có những cái động cơ tốc độ cao ấy thì mua về thì chế vào cái con này thì lại giảm đi 10 lần. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. À, rất là bé thôi.